Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay xe lại về rất là nhiều luôn. Em là mình lại tiếp tục cái video cập nhật báo giá cho anh em nhé. Thì giá hôm nay cũng là một số xe cũng là giá rất là mới luôn. Tất cả xe đều được thay đổi. Thay đổi về đây. Cái phiếu bán hàng ha. Tất cả giá đều được niêm yết lại, tất cả giá ha. Để được cập nhật những cái dòng giá mới cho anh em từ đầu cuối luôn. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái dòng hàng bên này. Hàng bên này thì từ 125, 150 cc, 200 cc nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào từ bên trong, mình sẽ lướt một qua vòng một vòng bên trong nhé. Để xem anh em để xem có cái dòng nào mình thích không. Để mình review một phát từ trong ra ngoài để anh em biết giá luôn ha. Đấy. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy cho mình một nút đăng ký nhé, một nút like để ủng hộ cho mình nhé. Thì khi nào có những cái con xe mới về mình sẽ lại cập nhật cái giá báo giá cho anh em ha. Đấy. Thì anh em nào muốn mua xe, tất cả các loại xe thì tới địa chỉ đây là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương, số điện thoại là 0976 741 725. Thì hôm nay thì đã cập nhật ở đây thì có cả dòng xe máy phổ thông giống như tay ga này ha, châu tay như Yamaha Rider này, Taichi Sonic, các loại khác cũng có luôn anh em ha. Đấy, tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em một lượt để cho anh em biết rõ về những dòng xe mới về. Ok ha. Đấy. Ok. Anh em thấy không? Đó, bên ngoài cùng là những dòng phân phối lớn ha. Còn bên trong này thì là dòng phân phối nhỏ và dòng 150cc. Đấy, giống như CBR này. CBR R15 này ha. Đấy. Trong kia có TBX này. TBX và gì à? KPR này rồi gì Bell rồi các dòng phân khối nhỏ hơn, giá gì á? Cũng trong đó luôn. Còn bên này mày Exciter này, Winner ha. À, có cả dòng Tay Ga này. Đó, Tay Ga còn đây bên này. Thì nói chung là rất nhiều dòng. Hầu như tất cả cái rồi là dòng xe đều có mặt tại đây hết anh em ạ. Đấy, anh em không thể thiếu cái dòng nào hết luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ lướt qua bên trong cái dòng này để cho anh em xem ha. Đấy. Nay thì có dán cái giá đây này, giá niêm yết ha, đời xe, giá xe. Tất cả đều có ở đây ha. Anh em đến xem xe thì rất là dễ lựa chọn luôn. Đấy, ở đây TFX này. TFX này. Ở đây có cả Ninja 300 luôn. Đấy, một con Ninja 300 trong này. KPR này, KPR này giá rất là mềm nha anh em. Giá đi từ 26 triệu thôi. Kiểu dáng Boss City, rất là đẹp luôn. KPR hiện tại thì còn 4 con luôn. Đó, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em mới chơi thì chơi cái dòng này, Boss City này cũng rất là nhiều nè. Đấy. Demon này ha. Đấy. Suzuki này. Đó, Suzuki này, Suzuki Suzuki Thunder gì đó. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, hai con đi trang nhau luôn ha. Đó, thì mình sẽ quay từ bên trong này ra cho anh em luôn. Giữ cái dòng giá dĩa này. Đó, giá đi từ 20 mấy triệu thôi. Đấy, ok. Đó, anh em nào mà xem video thì để ý giúp mình nha. Đó, để ý giúp mình xem giá cả giúp mình. Thì anh em mua xe tại đây thì có bao rút hồ sơ cho anh em nha. Bao rút hồ sơ này có hỗ trợ trả góp này ha. Đó, có bảo hành máy móc 6 tháng này. Đó, và có anh em mua xe thì được tặng một lon nhớt, nhớt mô tôn luôn à. Đấy. Đó, và anh em nào mà muốn mua nhớt mô tôn này, mua phụ gia vệ sinh buồng đốt rồi các sản phẩm khác thì cứ lên Facebook hoặc lên Shopee Thắng Biker để cứ ủng hộ cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ báo giá từ cái dòng trong này giá ngoài cho anh em luôn á. Rồi, ok. Đầu tiên là con này là con để xem con này là con gì đây. Con này là KPR gì á. KPR như 175 mà. Đó. Con này 175 giá 27 triệu 900 thôi. Cái đời kiểu xe này thì mình cũng không có rõ lắm về nó cái dòng xe nhá anh em. Đó. À Visito con này thì 175 giá 27 triệu 900 thôi nhá. Đấy, 27 triệu 900 hết bình luôn.
Rồi, đây là tiếp theo dòng Benelli. Benelli 150 ha. Biển số 94. Đời 2017, giá chỉ 24 triệu. Đó. 24.900. Đấy. Ồ, đang giảm giá, trực tiếp giảm giá 22 triệu, giảm 2 triệu 9 một con nha anh em. Đó, dòng này giảm 2 triệu 9 ha. 2 triệu 9 thì chỉ còn 22 triệu thôi. Wow. Bentley 150 chỉ còn 22 triệu. Đó. Đời 2017 nha anh em. Quá rẻ luôn anh em nhá. Đấy. Đi 20.000 cây rồi. Đi 20.000 cây. Ủa, con này có phải đá chân trống không ta? Có nổi rồi. Đó, ok, đây cũng Benelli luôn. Con này thì hầu như nhiều khách cọc rồi ha. Khách cọc rồi. Tiếp theo Benelli cũng là 150, cũng đời 2017 luôn. Giá cũng 24 triệu 900 và đang còn giảm 22 triệu 9 nữa, chỉ còn 22 triệu thôi một con. Đấy, Bentley. Đấy, Bentley hiện tại thì còn 4 con. 150 của hãng Bentley nha. Đấy, có con này thì chút hồ sơ rồi này, hồ sơ cầm tay rồi này. Còn mấy con này thì để lâu yếu bình hết rồi anh em. Rồi, tiếp theo. Con này là Suzuki GT 125, biển số 60, 2014 nhá. Giá tiền là 20 triệu 900. Giảm còn giảm 2 triệu 9 thì con này chỉ còn 18 triệu thôi anh em ạ. Nó đời 2014. Suzuki GT 125 chỉ còn 18 triệu. Rất là mềm anh em ạ. Đấy. Tiếp theo Suzuki Honda 150, hồ sơ cầm tay, đời 2014, giá là 33 triệu 900, giảm 3 triệu 9, chỉ còn 30 triệu thôi. Đó. Anh em mua xe tại đây có tặng nhớt luôn, đó, tặng nhớt bảo hành 6 tháng luôn nha. Đây. Con này rất là mềm, giá rất là mềm luôn. Rồi. Tiếp theo, con này là Suzuki EN nhé, 150, con này thì biển số 93. Đời 2013 nhé. Giá là 32 triệu 900. Đấy, 32 triệu 900. Anh giảm 2 triệu 9 thì còn 30 triệu thôi. Nhìn em ạ, xe rất là đẹp luôn này. Nhìn em này, nước sơn này xem ạ. Có đẹp luôn, như lốc này. Wow. Đẹp leng keng luôn à. Đấy, xe zin à. Này, nước xì của nó này, vì đẹp luôn à. Con này thì ô đô của nó đâu 42.000 cây à. 42.000 cây đó. 42.000 cây. Rồi, theo Gbx Demon, con này thì bán next buy à, 150cc, biển số 66, đợt 2019 nhá, giá là 36 triệu 900. 36 triệu 900, đang giảm 2 triệu 9 ha, chỉ còn 34 triệu thôi. Đó, next buy ha. Xe thì có lên cây bô rồi, bô đỏ, không biết đồ gì nhưng mà thấy sơn đen rồi. Next buy ha. Đấy, giá rất là mềm. Next buy giống kiểu của Tepic á ha. Đấy. Ok. Đấy, đèn này, đèn đầu đèn của nó cũng khá là đẹp đấy anh em. Đèn mi này ha. Đấy. 41.000 cây. Đây, bộ này bộ nổ à, bộ này nổ rất là to, giống cái bộ SC chứ anh em à, máy móc thì rất là êm ha. Rồi, đây thì còn 4 con KPR. Cái dòng này thì kiểu sport, nhưng là Boss City nhé. Nó không trồm giống như mấy con GX, giống như R15 đâu à. KPR 125 này, biển số 84, đời 2017, giá 26 triệu 900. Đấy, giảm 2 triệu 9, chỉ còn 24 triệu thôi. Đấy. Xe zin, rất là đẹp luôn à. Đấy.
Ok. Theo con bên này thì cũng đời 2017 luôn, 125 đời không 2017 số 60. Giá là 26.900. Đó, giảm 2 triệu thì còn vẫn chỉ còn 24 triệu. Hầu như mấy con này thì chỉ còn 24 triệu thôi ha. Đấy, 4 con KPR. Đây, rất là đẹp luôn ha. Có đủ màu luôn, xanh trắng, đó, tím này, đỏ này ha. Tiếp theo là đồng GX S150 biển số 73 đời 2018. Giá 45.900. Giảm con này thì giảm 5.900 luôn anh em nhé. Wow, 5.900 chỉ còn 40 triệu thôi. GX chỉ còn 40 triệu. Đấy. Đấy, còn một con Ninja 300 này, Ninja 300 này là 2016, 91 triệu. Giảm 3 triệu. Còn 88 triệu thôi. Ninja 300 ABS phía sau. Đây, tiếp theo. GX S tiếp ha. Biển số 66, con này đời 2018 nhá, 47 triệu. Đó, đang giảm 2 triệu 9 nữa ha. Đó, 47 triệu 900, giảm 20 triệu 9 còn 45 triệu 900 thôi. Đấy. Đấy, ghép đẹp leng keng luôn nhưng mà xe zin, trước sau zin luôn. Chỉ có lên cây đèn chợ sáng nữa thôi. Rồi đến con mấy con TFX này. TFX biển số 68 đời 2017, giá là 50 triệu 900. Họ đang giảm 5 triệu 9 chỉ còn 45 triệu thôi anh em ạ. Rất là mềm luôn. 45 triệu tặng nhớt, có bảo hành luôn. Đấy. TFX lên cái bộ Mivu. Rồi tiếp theo con này luôn. Đó. Con này thì đời 2017 này. Giá 50 triệu 900. Cũng đang giảm 5 triệu 9 luôn. Wow. Giảm 5 triệu 9 luôn. Giảm rất là sâu luôn anh em nhé. Chỉ còn 45 triệu thôi. Đấy. Giá chỉ còn 45 triệu thôi. Rồi tiếp theo. Đây là Kawasaki Fusa RS200. Con này thì biển số 59 đời 2017 nha. Đấy, con này thì có lên chống đổ rồi nè. Đây là bản Nexbuy của dòng Fusa Kawasaki Fusa. Giá là 44.900. Giảm 2 triệu 9 chỉ còn 42 triệu thôi. Rồi tiếp theo đây là đến dòng con này là R15V2 ha. R15V2 con này biển số 63 ha. Đấy, đời 2015, giá là 46.900. Giảm 2 triệu chỉ còn 44 triệu thôi. 44 triệu nha anh em. Mình sẽ lướt qua nhanh cho anh em vì xe rất là nhiều luôn ha. Đây R15V3 này. Tiếp tục đến dòng R15V3. R15V3 thì cũng rất là nhiều nha. Con này thì đang rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay rồi, đời 2019, giá là 61.900. Giảm 3 triệu 9 ha. Đang còn giảm 3 triệu 9 nữa. Thì chỉ còn 59 triệu thôi. Không phải. Đây giảm 3 triệu 9 mà. Xin lỗi, mình chỉ nghĩ là 2 triệu 9, đây giảm 3 triệu 9 nữa. Đó. Thì chỉ còn 58 triệu thôi. 58 triệu ha. Xe zin 2019. Mình xem con này Odo bao nhiêu đó mà. Giá quá mềm luôn. Đi 8.000 cây nhưng mà. Con này mới đi 8.000 cây nhá. Mới đi 8.000 cây. Đẹp leng keng luôn, xe zin luôn ha. Ok. 58 triệu. Rồi tiếp theo. Con này cũng đời 2019 luôn. Giá là 62 triệu 900. Đấy. 62 triệu 900. Giảm thêm 3 triệu 9 nữa nhá anh em. Đấy. Đó, con này đời 2018 59 triệu 900. Đấy, giảm thêm 3 triệu nữa. Wow. Giảm thêm 3 triệu nữa. Chỉ còn 55 triệu à. Chỉ còn 56 triệu thôi. Đó. Giảm thêm 3 triệu 9 chỉ còn 56 triệu thôi. 56 triệu một chiếc R15V3. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo. Sẽ xem giá con này xem.
Con này thì biển số 63 này, đời 2019. Giá là 60.900.000, giảm thêm 3 triệu nữa. Đó, thì còn 57 triệu thôi. Ok. Tiếp theo. Con này thì đời mấy đây? Đời 2018 này, đời 15B3. Đã rút hồ sơ rồi nhá. 59.900.000, giảm thêm 2.900.000 nữa ha. Đó. Thì còn 57 triệu thôi. Đấy, đợt này xe giảm giá rất là nhiều luôn ha. Đấy, con này là 15B3, con này đời 2019 luôn, biển số 60. 63.900.000. 63.900.000. Giảm 3.900.000 nữa ha, còn 60 triệu thôi. Đấy, tiếp theo là đến đồng CBR 150. Đấy, đời 2018 giá là 60.900.000 nhá. Đấy. Giảm thêm 2.900.000 nữa thì anh em chỉ cần bỏ 58 triệu thôi là một được một em ha. CBR xe zin bị đẹp luôn. Đấy, tôi mình sẽ lướt qua rất là nhanh cho anh em thôi vì xe rất là nhiều ha. Quay chi tiết thì nó video nó rất là dài ha. Đấy, anh em theo thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này cũng vậy luôn, đời 2018, biển số 59 ha. Đấy, 63 triệu, giảm thêm 2.900.000 nữa, 63.900.000, 2.900.000 chỉ còn 61 triệu thôi. Đấy, chưa zin toàn tập luôn. Rồi tiếp theo dòng Kawasaki Busa 200 ABS nha, biển số 67, đời 2018, giá thì con này đang bán là 60.900.000, giảm giá thêm 2.900.000 nữa anh em ạ. À, chỉ còn 58 triệu thôi. Đó, 58 triệu thôi nha. Đấy, anh em thấy không? ABS. Thì cái dòng này sản xuất tại Ấn Độ ha. À, được hãng Kawasaki với hãng Busa. Bajaj Busa của Ấn Độ sản xuất ra một con gọi là Kawasaki Bajaj Busa ha. Đấy, lên cái bộ AKR9. Ha, đó. Xe đẹp lên kia, kiểu dáng hầm hố. Đấy. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ tới địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại là 0976741725. Có nhận trao lưu, trao đổi tất cả dòng xe nhé anh em. Đấy, và anh em đến đây mua xe thì có được bao rút hồ sơ này, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Thì anh em chỉ cần trả trước 30% giá trị xe là có thể dắt xe về ha. Đấy. Rồi, và anh em mua xe thì có được tặng nhớt luôn nha anh em. Tặng nhớt này ha. Đó, tặng một chai nhớt, nhớt mô tuôn luôn. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào có xe mới về, mình sẽ làm video để báo giá cho anh em ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.